Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn duy trì đà tăng mạnh. Hiện tại đang giao dịch quanh mức giá 2.397,7 đô la Mỹ trên một ounce với tỷ lệ tăng là hơn 1%. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng trong xuống tăng mạnh, giao dịch ở mức 105,88 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng ở mức 70.649 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm, giao dịch ở mức 4,527% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng trong xuống tăng, đứng ở mức 85,87 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục duy trì đà tăng kỷ lục trong bối cảnh các ngân hàng trung ương mở rộng mua vào nhằm đối phó với nguy cơ bất ổn địa chính trị và căng thẳng leo thang trên toàn cầu. Theo nhà phân tích Lusa Santo của công ty chứng khoán ACL cho biết, xung đột gia tăng ở một số khu vực trên thế giới thúc đẩy các ngân hàng trung ương tăng mua vào tài sản trú ẩn an toàn là vàng. Mặc dù ngày càng có nhiều dữ liệu củng cố cho dự báo cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng sức hấp dẫn của vàng vẫn không bị suy giảm. Do những lo ngại về căng thẳng địa chính trị đang bao trùm, vàng đã sẵn sàng cho tuần tăng thứ tư liên tiếp và giá vàng đã vượt 15% từ đầu năm đến nay. Theo chuyên gia Vision Thai, nhà quản lý bán hàng tại công ty kinh doanh kim loại quý Strive Bullion cho biết các thị trường kỳ vọng giá vàng sẽ vẫn tiếp tục tăng trong 2 tháng tới. Từ góc độ kỹ thuật, đợt phục hồi hiện nay là kết quả của việc giá vàng thoát ra khỏi giai đoạn hợp nhất kỷ lục kéo dài 42 tháng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng nhẫn neo ở mức cao, các cửa hàng kinh doanh vàng đông nghịt người đến giao dịch. Tâm lý chốt lời chiếm áp đảo với người bán, còn người mua vào thì do dự. Cụ thể, sau khi mà giá vàng nhẫn chứng lại trong phiên chiều tối qua, đến sáng ngày hôm nay giá vàng lại bật tăng mạnh. Người dân Hà Nội lại chen chúc giao dịch tại con phố vàng sầm uất Trần Nhân Tông. Cụ thể, tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, người dân phải xếp hàng chờ đến lượt, nhân viên ở đây phải túc trực phân luồng khách đến mua và bán, đảm bảo không gian mua sắm cũng như tình trạng chen lấn xô đẩy. Trong đó, lượng người mang vàng đến bán ra chốt lời chiếm đa số, trong khi số người mua ít và có tâm lý do dự hơn. Mang 15 chỉ vàng đi bán, anh Đức Minh ở Đống Đa Hà Nội cho hay vàng đang ở mức giá rất cao, tiếp tục găm giữ có thể gặp rủi ro bởi giá có thể giảm mạnh bất kỳ lúc nào. Thấy giá vàng đang rất cao, tôi không kỳ vọng lời hơn nữa nên quyết định đi bán chốt lời, theo anh nói như vậy. Và cũng theo anh Minh, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục tăng, giá vàng trong nước từ đó cũng tăng theo. Anh chia sẻ, nhiều lần anh điêu đứng vì giá vàng thế giới tăng nhưng giá vàng trong nước lại giảm mạnh. Vàng đang trong thời điểm sốt, giá có thể giảm mạnh sau khi cơn sốt qua đi, theo anh tính toán. Tương tự như vậy, theo chị Đào Quỳnh Anh ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng mang 20 chỉ vàng nhẫn đi bán. Theo quan sát, chị thấy do lo sợ giá vàng giảm nên hôm nay nhiều người quyết định mang vàng đi bán để chốt lời. Tôi mua vàng cách đây 2 tháng với giá 65 triệu đồng trên một lượng, nay bán ra lời gần 23 triệu đồng, chỉ với hơn 120 triệu đồng tiền ban đầu, tính ra mỗi tháng lãi gần 12 triệu đồng. Chị Quỳnh Anh hào hứng chia sẻ, còn với anh Hải 37 tuổi ở Đống Đa Hà Nội, đến cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông chỉ với mục đích quan sát thị trường, từ đó mới chọn thời điểm mua vào. Anh Hải cho rằng tâm lý bán chốt lời lớn sẽ khiến giá vàng giảm trong vài ngày tới. Tôi chưa quyết định mua vào bởi hôm nay lượng người đến bán quá lớn, tôi tin rằng giá vàng nhẫn sắp tới sẽ giảm. Theo anh Hải chia sẻ, tuy nhiên thì không ít người đu đỉnh mua vàng ở giá cao ngất ngưởng. Cụ thể, sau khi mà giá vàng SJC đạt đỉnh 85 triệu đồng trên một lượng vào sáng hôm nay, trong khi nhiều người bán vàng để chốt lời, thì tại nhiều cửa hàng vàng, người dân cũng chờ từ sớm để mua vào với hy vọng vàng còn tăng giá sẽ bán ra để kiếm lời. Theo chị Thu Hoài ở Đống Đa Hà Nội kể rằng, sáng nay khi mà xem tin tức thấy giá vàng biến động mạnh, nên chị đi tham khảo và mua thêm để làm tròn số vàng ở nhà tích lũy và nghe thông tin giá vàng vẫn có xuống tăng nên tôi quyết định mua. Theo chị Hoài nói về lý do khi mua vàng giá đang tăng, thay vì bán vàng khi mà giá đang trên đỉnh, có không ít người lại mua vào số lượng từ 1 tới 5 cây vàng. Theo vợ chồng chị P, xin được phép giấu tên 47 tuổi tại quận Bắc Từ Liêm cho hay, tôi mua vàng hôm mùng 2 tháng 4 với giá gần 82 triệu đồng trên một lượng, nghĩ là giá vàng đã cao rồi, mong giá xuống để có thể mua thêm.
Tuy nhiên, tới hôm nay giá vàng vẫn liên tục tăng nên hai vợ chồng tôi vẫn quyết định mua với hy vọng giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới. Tại tiệm vàng Bảo Tín Thanh Vân, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, nhân viên tiệm vàng cho hay những ngày vừa qua mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn bán rất chạy, sang đến sáng ngày 12 tháng 4, cửa hàng đã cháy mặt hàng này. Rất nhiều khách tới hỏi mua rồi bỏ về vì không còn. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn bảng giá này phần cuối cùng của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căng thẳng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm nay bằng một phiên tăng nhẹ, tăng 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều, đang mua vào mức 24.810 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.180 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.450 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.530 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 55 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000, tăng 300.000 đồng trên một lượng mua vào và chiều bán ra. Hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.280.000, bán ra 8.480.000, tăng 90.000 ở chiều vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. Phú Quý SJC mua vào 8.270.000, bán ra 8.470.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.270.000, bán ra 8.450.000. Mi Hồng SJC mua vào 8.200.000, bán ra 8.350.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.220.000, bán ra 8.390.000. Ngân hàng Tbankun mua vào 8.280.000, bán ra 8.480.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.250.000, bán ra 8.452.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa hai chiều mua vào chiều bán ra vẫn duy trì ở mức trong khoảng từ 2 triệu đến 2.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. STC Huế mua vào 8.177.000, bán ra 8.382.000. STC Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.180.000, bán ra 8.380.000. STC Bạc Liêu mua vào 8.180.000, bán ra 8.382.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.178.000, bán ra 8.382.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại vẫn duy trì đà tăng mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.535.000, bán ra 7.715.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.535.000, bán ra 7.725.000. Vàng nhận tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu hiện tại đang được mua vào mức 7.578.000, bán ra 7.768.000. Nhẫn tròn bốn số 9 Hưng Thịnh Vượng mua vào 7.625.000, bán ra 7.835.000. Vàng bốn số 9 mua vào 7.515.000, bán ra 7.645.000. Vàng 24K mua vào 7.369.3.000, bán ra 7.569.3.000. Vàng 18K mua vào 5.499.3.000, bán ra 5.749.3.000. Vàng 14K mua vào 4.222.5.000, bán ra 4.472.5.000. Vàng 10K mua vào 2.953.3.000, bán ra 3.203.3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.